súc sanh nạn là nạn thứ hai trong tám nạn. Trong cõi súc sanh chịu khổ vô cùng, không thể gặp Phật nghe pháp, nên gọi là nạn súc sanh. Cũng vì nó có nghiệp chướng vậy, nó không có cách nào gặp Phật nghe pháp. Cho nên chúng ta hiện nay cũng tán thành việc kiến lập tượng Phật trong sân vườn. Có người tặng tôi một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát rất lớn. Tôi đặt tượng tại đạo tràng Hướng Tiểu Lợi ở Thâm Quyến, dựng một cái đình nhỏ ở trong vườn, không nên để Bồ Tát phải dầm mưa. Cho nên làm cái đình đó, tượng Bồ Tát thờ ở trong đó. Hình như là Tam Diện Quan Âm. Dựng ở ngoài vườn để làm gì? Để cho loài chim nhỏ. Chim nhỏ là loài súc sanh, nó cũng có thể gặp Phật. Cõi ngạ quỷ cũng có thể nhìn thấy Phật, thuận tiện lắm. Trong chánh điện thì loài ngạ quỷ này nếu không được mời gọi sẽ không dám vào. Có thần hộ pháp nó không vào được. Tưởng Phật này thờ ở bên ngoài nó có thể nhìn thấy được. Hơn nữa tượng Phật dựng ở bên ngoài, người bình thường bên ngoài qua qua lại lại đều có thể thấy được. Chỉ cần họ nhìn thấy thì ấn tượng đó sẽ rơi vào A Lại Gia, tức là gieo được mầm thiện cho họ rồi. Cho nên bây giờ có người đề xướng kiến lập một pho tượng lớn ở nơi cao bên ngoài tự viện này. Đó cũng là một việc tốt. Chúng tôi cũng không phản đối. Đó là phổ độ chúng sanh mà, làm cho tất cả chúng sanh có cơ hội nhìn thấy Phật, nghe được pháp. Ngày nay nghe pháp rất thuận tiện, đặc biệt là nơi có tượng Phật. Chúng tôi dùng máy phát âm, không cần dùng tivi. Dùng máy phát âm mở lớn những đĩa CD giảng kinh bằng cassette, nghe được âm thanh. Phương pháp này rất tốt. Chúng ta ngày nay bản thân ở trong rừng, chúng ta có rất nhiều cây ăn quả. Ở trong rừng, ở trong vườn rau, chúng ta mở máy niệm danh hiệu Phật, tức dùng máy niệm Phật, mở niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những loài trùng nhỏ, chim nhỏ, những loài súc sanh này đều có cơ hội nghe được. Nó không thể nghe kinh thì danh hiệu Phật tương đối dễ dàng, giúp nó thấy được tượng Phật, nghe được danh hiệu Phật. Đó là việc tốt vậy.
Cho nên thường nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn này, chúng ta làm gì đó để giúp đỡ chúng nó. Chúng nó sẽ biết ơn. Ngày nay giúp người, người không biết cảm ơn. Chúng ta biết rằng súc sanh ngạ quỷ hiểu được cảm ơn, cùng kết thiện duyên với mọi người, đó là điều tốt. Cõi súc sinh, trong những nghiệp nhân làm cho đọa lạc vào cõi súc sinh, nhân tốt đầu tiên là ngu si. Ngu si nghĩa là gì? Tức không có trí huệ. Không biết thật giả. Trong vũ trụ này điều gì là thật, điều gì là giả, họ không biết được. Không biết được tà chánh. Thậm chí ngay cả thiện ác cũng không biết được. Thậm chí hơn nữa, ngay cả lợi hay hại họ cũng không biết. Cái gì có lợi cho họ, cái gì có hại cho họ, họ cũng không biết được. Thật là tội nghiệp. Loại chúng sanh này đọa lạc vào cõi súc sanh. Pháp thế gian, xuất thế gian, đạo thánh hiền là chánh chứ không phải là tà, là thật chứ không phải giả, là thiện chứ không phải ác, là lợi ích chân thật, không có tai hại đối với họ, họ cũng không biết. Họ hiểu nhầm, họ cho là gì vậy? Danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, những điều này mới có lợi cho họ. Họ không biết rằng những thứ đó đều là thứ đoạt mạng họ, đều là những thứ đưa họ vào ba đường ác. Họ không hiểu được điều đó. Đến lúc thọ mạng đã hết, phước báo đã hưởng tận, đọa lạc vào ba đường rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Đọa vào ba đường ác rồi, càng mê mờ thêm. Nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ là tham dục. Tâm tham biến thành ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng. Quỷ nhát gan chính là quỷ gan nhỏ. Rất nhiều người sợ ma, điều đó sai rồi. Ma quỷ sợ người mới đúng. Ngạn ngữ thường nói rằng người có ba phần sợ ma, ma có bảy phần sợ người. Hiểu đạo lý này quý vị sẽ không sợ ma nữa. Càng sợ nó càng ức hiếp quý vị. Nó nhát gan, quý vị còn nhát gan hơn nó. Nó coi thường quý vị, mời ức hiếp quý vị. Ta lớn tiếng là nó lập tức chạy mất. Phải hiểu được chân tướng sự thật. Ma quỷ thật đáng thương, thật là đau khổ. Sở dĩ quỷ bị đói, vì nó không được ăn uống. Giống như súc sinh vậy, đi kiếm thức ăn khắp nơi nhưng không kiếm được. Còn có loại nghiệp chướng nặng nề hơn, gọi là diễm khẩu quỷ. Tìm thấy thức ăn rồi, thức ăn đến miệng, trong miệng nó liền bốc lửa, làm thiêu cháy thức ăn, nó ăn không được. Cho nên trong cõi ngạ quỷ, hơn một nửa đều sống trong cảnh đói khát. Vì thế gọi nó là ngạ quỷ. Nguyên nhân là gì vậy?
chính là lòng tham muốn của nó không cùng, nên bị quả báo như vậy. Cho nên Phật thường dạy chúng ta tri túc thường là phải biết dừng lại. Cổ nhân thường nói tri chỉ, biết đủ rồi sau đó có định. Có định rồi sau đó mới tư duy. Tư duy đó là trí huệ. Cho nên trí huệ mới khai mở. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, bất luận trên phương diện tinh thần hay vật chất, đều phải hiểu rõ đạo lý này. Biết dừng lại đúng lúc, không nên quá đáng quá. Quá đáng quá, bạn thấy trong cõi ngạ quỷ đây, nó chịu khổ vô cùng, chịu khổ vô lượng. Đó chính là do nó quá đáng quá. Trong cõi địa ngục, tâm sân nhuệ quá nhiều, oán hận, sân nhuệ, bất bình. Trên đây giới thiệu khổ nạn trong ba đường ác. Chúng ta phải thật làm. Chắc chắn công sức không uổng phí đâu. Nạn địa ngục không phải là khổ nạn ở địa ngục, mà là nói ở địa ngục không có cơ hội gặp Phật nghe Pháp. Nạn này thật là lớn. Khổ địa ngục không tính là nạn. Chư Phật Bồ Tát thấy rất thật, rất thấu đáo, phàm phu không hiểu. Tu phước tu huệ, tám vạn bốn ngàn pháp môn, chẳng có pháp môn nào có thể sánh bằng pháp niệm Phật. Điều này chẳng có ai biết, cũng chẳng có ai nói. Nhưng trong kinh điển, Đức Phật nói rất rõ. Số lần giảng trong kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt nhiều. Chúng ta tụng kinh lơ đễnh sơ suất, hấp tấp tụng qua. Không thận trọng thể hội. Về khổ địa ngục, chúng ta xem trong kinh Địa Tạng. Các vị trong học viện chúng ta biên tập một bộ Chư Kinh Phật Thuyết Địa Tạng Tập Yếu. Trong này có 25 bộ kinh luận. Phật giảng về tình huống địa ngục rất tỉ mỉ, đặc biệt là vấn đề nhân quả. Vì sao có cái địa ngục này? Đức Phật đã nói ra nguyên do của nó. Quý vị tạo nghiệp như thế nào liền biến ra địa ngục như vậy. Nói cho quý vị nghe, địa ngục không có số lượng, mà là vô lượng vô biên, vô tận vô số. Vì sao vậy? Vì nó biến hóa theo tâm, tùy theo tâm bất thiện mà có. Nói cách khác, mỗi ngày đều có địa ngục mới xuất hiện.
Những tâm niệm sai khác của quý vị sẽ có những địa ngục khác nhau xuất hiện. Thời xưa không có địa ngục nổ hạt nhân, ngày nay đã có rồi. Thời xưa không có địa ngục sinh học, nay cũng có rồi. Vậy chúng ta có thể nghĩ rằng ngày nay phụ nữ phá thai, chắc chắn ngày nay tại địa ngục sẽ có hình phạt mới của địa ngục phá thai. Nếu quý vị đến đó mỗi ngày phá thai, mỗi ngày phá một vạn lần, làm cho bạn chịu tội khổ này. Chắc chắn như vậy. Trong Hoàng Nguyên Quang, Quốc sư Hiền Thụ nói với chúng ta rằng xuất sanh vô lượng. Địa ngục ly kỳ cổ quái nhiều lắm, nhiều lắm. Con người không nên có ác niệm, không nên có ác khẩu, không nên có ác hành. Thế một khi quý vị đã tạo những nghiệp này, nhất định sẽ có quả báo địa ngục. Quý vị tạo khẩu nghiệp liền có địa ngục kéo lưỡi. Những điều này đều là chân thật, không phải là hư dối đâu. Không ngừng chịu khổ, khổ này vẫn chưa phải thật là khổ. Vậy thật sự khổ là gì? Đó là quý vị không thể gặp Phật, không được nghe Pháp. Nói cách khác, tức là quý vị đã làm mất, làm đức nhân duyên để giảng sanh thành Phật. Không nghe Pháp, diễn diễn sẽ mê mờ điên đạo. Phật xuất thế như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, ân đức lớn nhất đối với nhân gian là gì? Đó không phải là thân giáo. Vì thân giáo thì khi Ngài nhập diệt rồi, thân giáo sẽ không còn nữa. Chỉ có người đương thời mới đạt được lợi ích, còn hậu thế sẽ không hưởng được lợi ích đó. Tôi nói cho chư vị nghe, đó chính là ngôn giáo. Kinh điển lưu truyền cho hậu thế, đời đời kiếp kiếp đều có thể thấy được, đều có thể đọc được. Đây là công đức số một khi chư Phật Bồ Tát xuất thế.